cầm nè, Vi muốn cầm nè. Chị quay lúc kết thúc thôi à, lúc đầu mới ngon đúng không? Mà hay quá Tiền ơi. Ủa sao? Ủa? Người ta cầm đàng hoàng không ăn? Trời ơi. Ăn đi. Ăn đi Moon. Đi đâu? Ly nó cầm cái nó vô kia nè. Ờ, chị Tiên đút cho ăn không? Cho ăn. Cái con Moon nè. À, hai cái con Moon này. Moon. Trời có mặt đó. Trời coi con Moon kìa. Moon ơi. Trời Moon làm mặt giống kiểu giận, đang giận hay gì trời. Tấn 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 con Moon kìa. Hả? Chị Tiên tốt bụng quá đây nè. Moon. Moon. Ăn đi Moon. Ủa gì vậy? Ăn đi Moon. Chị đang cho mấy cái mà ăn uống món ăn này kia là bảo đảm là khó luôn á. Người ta khoái lắm. Vi Moon ơi. Cậu đang yêu quá tìm. Moon ơi. Nè. Nè. Trời hôm nay chị Tiên nha, chị Tiên ăn bánh đây nè. Tiên ăn bánh đi. Ăn bánh nè. Để về nè. Ăn bánh đi. Baby Shark doo doo hả? Baby Shark. Tiên nhớ bạn à? Nghe Tiên nhớ bạn thôi. Moon nha. Baby à, baby nó không ăn à. Tiên. Cảm ơn chị Tiên nha. Cảm ơn chị Tiên. Chị Tiên ơi. Cảm ơn chị Tiên. Và chặt. Bắn tim Tiên à, bắn tim. Bắn tim cho Tiên. Đưa cho con Moon nè. Tiên, đưa cho con Moon ăn. Đưa, đưa, đưa. Đưa cho nó ăn. Hỏi nó có ăn nữa không? Hay nó no rồi? Tiên hỏi nó có ăn nữa không? Ý, muốn lý kìa. Lý kìa. Lý sẽ không bao giờ thoát khỏi tay Tiên. Lý kéo lại. Đừng có đánh nó cào đó. Đừng có đánh luôn. Cào quá. Không vuốt nhẹ thôi, đừng có đánh luôn nha. Nè, vuốt thôi, đừng có đánh. Nè, nè. Ấy cầm cầm lên cho nó ăn đi Tiên ơi. Cầm lên. Cầm lên cho nó ăn đi. Tiên Tiên cầm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hay quá. Ủa. Đau mà là chửi mà đó. Ồ kìa. Kệ nó ăn đi. Ừ nó ăn kìa, nó ăn. Con Moon nha. Ai con à? À con Moon, con Moon nó lại. Ăn cánh. Ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Lấy nó ngồi nó ngó.
Tiếng Anh nó không ăn hả? Ờ, cái giúp việc hôm qua nó tới thì làm cái gì vậy? Cái sao chị? Cái thao các mèo này ốc luôn, Phương không bao giờ dọn.